Xin kính chào quý vị và các bạn. Xuân Hùng Ô Tô xin giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe, đó là chiếc xe Kia Carens đời 2010, xe tư nhân. Và chiếc này được trang bị số tự động máy 2.0, điều hòa tự động cửa lock đầy đủ. Và chiếc này bên em đang chào bán cho các bác là 315 triệu đồng, được trang bị màu vàng cát đây, la răng đa chấu. Xe thì được gọi là đẹp xịn sò các bác nhé. Thì ngày hôm nay bên em giới thiệu chi tiết một chiếc video này, một chiếc xe Kia Carens đời 2010, biển 99 Bắc Ninh, giá chỉ có 315 triệu đồng thôi. Đó là chiếc xe số tự động máy 2.0, điều hòa tự động cửa lock và xe tư nhân. Nếu các bác có nhu cầu mua chiếc xe Kia Carens mà số tự động này về thì chạy thì alo cho em theo số hotline 0789 323 799, cũng như là 0896 108 883. Em Xuân Hùng Ô Tô chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc. Vâng, thưa các bác, một chiếc xe xịn sò 2010 máy 2.0, số tự động màu vàng cát và rất là tiện lợi luôn các bác nhé. Xe thì rất là êm, máy móc 2.0 chạy ngon. Và dòng Kia Carens này thì nó chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy êm và đồ đạc sửa cũng rất là dễ. Em quay một vòng chung quanh cho các bác xem để cho các bác chiêm ngưỡng được chiếc xe Innova này này. Carens nhé. Thì các bác đang có nhu cầu mua chiếc xe nào thì hãy cứ bấm gọi điện theo số hotline 0789 323 799 nhé. Và các bác đang xem kênh cũng không quên bấm nút đăng ký kênh này, để chúng ta gặp nhau thường xuyên trong những buổi em up video như thế này, và những buổi live stream trực tiếp trên đài truyền hình từ 8 giờ cho đến 10 giờ hàng ngày các bác nhé. Em sẽ cho các bác xem ở nội thất đây. Nội thất chiếc này thì còn khá là đẹp. Gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện nhé, 4 kính luôn. Và keo chỉ bao zin cho các bác luôn, không mất một phân nào ạ. Xe trang bị số tự động máy 2.0, điều hòa tự động, màn hình cam lùi đầy đủ, và có cửa lock luôn nhé các bác này, có cửa lock luôn này. Đó, riêng dòng Kia Carens đã số tự động là gần như có cửa lock. Vô lăng 4 chấu tích hợp bàn phím thông minh. Nội thất thì còn rất đẹp, màu vàng kem, sạch sẽ sáng sủa luôn. Các bác mua về sẵn đi thôi. Nội thất đằng sau đây ạ. Chiếc này được trang bị phanh ABS 4 bánh luôn các bác nhé. Nội thất thì còn rất đẹp, các cái tắp ly tắp lô này còn rất là ok luôn. Và keo chỉ thì bao zin rồi. Đấy, la răng đúc và lốp lắp mới, phanh ABS 4 bánh này, la răng đa chấu, rất đẹp luôn. Nội thất thì rộng rãi, được trang bị 7 ghế nhé các bác nhé. Đây ạ, rộng rãi luôn. Các bác có thể mua chiếc này về chạy gia đình cũng ok, chạy dịch vụ cũng ok. Xe được trang bị hai cái cửa gió đằng sau này thì cũng khá là sạch sẽ và khá là mát cho các bác nếu các bác ngồi sau này. Mắt đèn thì còn rất là đẹp. Đấy, Kia Carens nhá, đời 2010, biển 99 Bắc Ninh. Đấy, mắt đèn hai bên còn rất đẹp luôn. Và bên này em cho các bác xem bên này, la răng đa chấu này. Đấy, la răng đa chấu, phanh ABS 4 bánh luôn. Các bác nhìn cụm phanh nó vẫn còn vàng, bên kia thì chạy cũng khá là ít các bác nhá. Đấy, cụm phanh nó còn rất vàng. Nếu cụm phanh mà nó đen xì đi rồi thì không nói chuyện được. Nhưng cụm phanh rất là vàng thì ok. Táp ly táp lô đây, rất là sạch sẽ luôn. Đây các bác nhìn con này đẹp không ạ? Đấy, táp ly táp lô, sạch sẽ ok. Rất đẹp luôn ạ. Đây là một chiếc xe Kia Carens 2010 nhé. Cũng được gọi là xịn sò, thì các bác có nhu cầu mua thì alo cho em. Số hotline 0789 323 799. Các bác vào Zalo đi thì sẽ chúng ta làm giá sẽ tốt hơn các bác nhé. Giá bên em đang chào bán là 315 triệu đồng, vẫn bớt cho các bác nhé. Vẫn bớt cho các bác để các bác về sang tên đổi chủ đây. Đây ạ, chúng ta nhìn qua một vòng thì cũng khá là đẹp. Đấy, vàng óng luôn nhá, một chiếc xe gọi là xịn sò. Và em cho các bác xem về máy chiếc xe này này. Kia Carens 2010 đấy các bác nhá, máy 2.0. Xịn sò, không có lỗi lầm gì. Không lỗi lầm gì luôn ạ các bác nhá. Cabo đây ạ, cho xem cabo rất đẹp luôn. Từng chi tiết nhỏ một thì vẫn còn nguyên zin. Từng các nốt dập của nhà máy, các lỗ tròn của nhà máy nhá, còn nguyên hết này. Đấy, chưa mất một phân nào luôn. Đấy, chưa mất một phân nào. Đấy, các bác có thể nhìn qua là biết ạ. Đây, xem xuống dưới đây ạ. Các ụ giảm sóc còn nguyên này, rồi thì tất cả các tai đèn hết còn nguyên. Máy 2.0 các bác nhá. Đấy, và máy xịn sò, lổ lách tách luôn, êm du. Lách tách luôn, êm du luôn các bác nhá. Đấy, quá ok này. Các bác mua về để sẵn đi thôi. Và em đang chào bán tại số 59 đường Ngân Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Mời các bác đến mua nhé. Vâng, thưa các bác, thì em đã giới thiệu cho các bác chi tiết một chiếc Kia Carens 2010
máy 2.0 số tự động, cửa lốc đầy đủ và trang bị 7 ghế. Các bác đang có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số hotline 0789 333 799. Và các bác không quên đăng ký kênh nhé, để chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên trong những buổi up video như thế này và những buổi livestream trực tiếp phát sóng trên đài truyền hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.